là một trong số những bộ phim được mong chờ nhất năm 2024, Khánh Dư Niên phần 2 đã và đang thu hút sự quan tâm của rất nhiều khán giả. Phần 2 của phim sẽ lên sóng từ ngày 16 tháng 5 vào tại khung giờ vàng của kênh truyền hình CCTV8 cũng như các nền tảng trực tuyến trong và ngoài Trung Quốc. Và ngay trước thềm lên sóng, hãy cùng Cbiz Phim điểm qua những điều thú vị liên quan tới bộ phim đình đám này nhé! Khánh Dư Niên chỉ là mở đầu của một bộ truyện khác. Khánh Dư Niên chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Miêu Nị, tên thật là Hiểu Phong, sinh năm 1977 ở Hồ Bắc. Miêu Nị bắt đầu sáng tác từ năm 2001 nhưng đến năm 2005 mới ra mắt chính thức với tư cách nhà văn. Năm đó, tác phẩm văn học mạng thể loại huyền huyễn Chu Tước Ký đoạt giải vàng do Trang Sina tổ chức. Năm 2007, Miêu Nị chuyển sang viết tiểu thuyết dài kỳ Khánh Dư Niên với những tình tiết xuyên không, huyền huyễn. Với phong cách linh hoạt, đề tài mới mẻ cùng những tình tiết chặt chẽ, bộ tiểu thuyết này nhanh chóng trở thành tác phẩm tiêu biểu của tác giả. Ngoài Khánh Dư Niên ra, tác giả Miêu Nị còn có nhiều cuốn tiểu thuyết khác đã được dựng thành phim như Tương Dạ, Trạch Thiên Ký, Chu Tước Ký. Các bộ phim này đều được khán giả đón nhận một cách nồng nhiệt. Khi tìm hiểu nhiều hơn về các tác phẩm của Miêu Nị, công chúng đã không khỏi bất ngờ khi nhận ra rằng một bộ tiểu thuyết đồ sộ như Khánh Dư Niên thật ra cũng chỉ là phần mở đầu cho bộ 3 tác phẩm mang tên Thần Kinh Tam Bộ Khúc của Miêu Nị gồm Khánh Dư Niên, Gian Khách và Đại Đạo Triều Thiên. Trong đó, Khánh Dư Niên xoay quanh cuộc đời của Phạm Nhàn, bộ tiểu thuyết Gian Khách thì viết về con gái của Phạm Nhàn là Phạm Thục Ninh. Còn bộ tiểu thuyết Đại Đạo Triều Thiên có nhân vật chính là Hứa Nhạc, hậu duệ của Phạm Thục Ninh. Phá mọi kỷ lục về lượt đặt xem trước của Tencent Video. Tháng 11 năm 2019, bộ phim Khánh Dư Niên do Trương Nhược Quân đóng chính bắt đầu tạo nên cơn sốt không chỉ riêng tại thị trường nước nhà. Bên cạnh diễn xuất ấn tượng của Trương Nhược Quân, phim còn quy tụ nhiều tên tuổi gạo cội, thực lực như Trần Đạo Minh, Ngô Cương, Viên Tuyền, Lý Tiểu Nhiễm. Đội hình diễn viên hết sức hùng hậu với mỗi một nhân vật đều để lại ấn tượng sâu sắc khó quên. Có thể khẳng định, Khánh Dư Niên là một trong những bộ phim truyền hình hiếm hoi, khiến đông đảo khán giả cảm thấy hài lòng nhiều đến như vậy trong 5 năm trở lại đây. Bởi vì phần 1 của Khánh Dư Niên để lại cái kết làm người xem phải canh cánh mãi trong lòng và còn phải chờ đợi gần 5 năm mới có thể theo dõi tiếp câu chuyện tuyệt vời này. Cho nên, khi vừa hay tin Khánh Dư Niên tiếp tục ra mắt phần 2, người hâm mộ đã không thể kiềm chế nổi sự phấn khích. Các mọt phim đã nhanh tay đặt lịch xem trước, nhờ đó mà lượt đặt xem trước của Khánh Dư Niên 2 liên tục phá vỡ mọi kỷ lục của nền tảng Tencent Video. Tính đến thời điểm video này được xuất bản, số lượng đặt xem trước của Khánh Dư Niên phần 2 đã hơn 16 triệu và sắp tới có thể sẽ còn tiếp tục tăng. Sau buổi họp báo ra mắt, lượng đặt xem trước của phim ngày càng tăng vọt vì phần 2 quy tụ dàn diễn viên gốc và những tình tiết hấp dẫn được hé lộ. Chuyện sống chết của Phạm Nhàn là bí ẩn sẽ được gợi mở trong phần 2, đồng thời thân phận của nhiều nhân vật khác trong phim cũng sẽ gây bất ngờ cho khán giả. Nhà tài trợ trong Khánh Dư Niên 2 cũng chia phiên vị. Dù vẫn chưa phát sóng, nhưng việc Khánh Dư Niên 2 sẽ chiếm một suất trong danh sách những tác phẩm hot nhất năm 2024 đã nằm trong dự liệu. Vì thế, không ít nhãn hàng đã mạnh tay chi tiền mua quảng cáo trong phim. Trên poster quảng cáo của Khánh Dư Niên, các nhãn hàng cũng có phiên vị riêng thể hiện độ chịu chơi của mình. Trong đó, thương hiệu sữa Thuần Chân đang giữ vị trí dẫn đầu trong số những nhãn hàng mạnh tay chi tiền mua quảng cáo trong phim. Theo số liệu thống kê từ nền tảng Khốc Vân, lượt xem bình quân của Khánh Dư Niên mùa 1 là 189 triệu lượt xem mỗi tập. Vì thế, trước mắt, các nền tảng thống kê phim ảnh của Trung Quốc đã đưa ra dự đoán rằng Khánh Dư Niên 2 sẽ phá mức 50 triệu lượt xem trong ngày phát sóng đầu tiên và sẽ nhanh chóng chạm mốc 100 triệu lượt xem sau 3 ngày phát sóng. Với số lượt xem khủng và hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, việc các thương hiệu vung tiền để có được thời lượng quảng cáo nhiều hơn khi chiếu phim là điều dễ hiểu. Trương Nhược Quân trở thành đầu bếp của đoàn làm phim. Với Trương Nhược Quân, phim trường của Khánh Dư Niên không chỉ là địa điểm quay phim mà còn là một nhà bếp di động, nơi nam diễn viên có thể thỏa sức thể hiện đam mê bếp núc của mình bằng cách nấu ăn cho cả đoàn phim. Nam diễn viên Ngô Cương tiết lộ, Trương Nhược Quân rất chăm chỉ nấu ăn cho mọi người trong đoàn, ngày nào đến trường quay cũng hỏi hôm nay cả nhà muốn ăn gì nhỉ. Món sở trường của anh cũng rất nhiều, từ bún, mì đến hải sản, tất cả đều có thể giải quyết gọn lẹ đâu ra đó. Tuy nhiên, đầu bếp trưởng Trương Nhược Quân đã bị các diễn viên của Khánh Dư Niên đồng loạt lên án vì khiến mọi người tăng cân trong lúc cần giữ dáng. Nam diễn viên Ngô Cương đã chia sẻ về câu chuyện này trong buổi họp báo của đoàn phim. Nam diễn viên nói rằng, nghỉ chưa có nửa tiếng thôi mà ai cũng ăn lấy ăn để vì đồ ăn quá ngon. Mới quay được nửa tháng mà ăn nhiều quá, không khớp nổi với tạo hình của phần trước. Đồng ý kiến với Ngô Cương, nam diễn viên Điền Vũ cũng chia sẻ, trong lúc quay phim, tôi cứ gầy xong lại béo. Cậu ấy làm tôi béo nên tôi phải giảm cân, mà giảm xong rồi lại tiếp tục ăn nên lại béo.
phần 2 của Khánh Dư Niên có điều gì đặc biệt? Gói gọn trong 45 tập, Khánh Dư Niên phần 2 sẽ là những biến tiếp tục của câu chuyện quyền mưu vừa căng thẳng, vừa hài hước liên quan đến Phạm Nhàn. Tình tiết kết thúc phần 1 tập trung vào mâu thuẫn giữa Phạm Nhàn do Trương Nhược Quân đóng và Nhị Hoàng Tử do Lưu Đoan Đoan đóng. Trong tập cuối, Nhị Hoàng Tử phái thủ hạ gửi thư cho Phạm Nhàn và Ngôn Băng Vân, nhưng khán giả chỉ mới biết được nội dung bức thư của Phạm Nhàn. Khi Ngôn Băng Vân đâm chết Phạm Nhàn, hắn nở nụ cười rất tà mị. Tại sao Ngôn Băng Vân lại đâm Phạm Nhàn? Ai đã tạo ra cái bẫy Phạm Nhàn giả chết? Trở thành những câu hỏi mà khán giả đang chờ lời giải đáp. Tiếp đó, fan nguyên tác đều biết Thái tử và trưởng công chúa có mối quan hệ tình cảm không bình thường, điều này cũng được thể hiện trong bản truyền hình. Phạm Nhược Nhược nhìn thấy một bức chân dung nữ nhân trong phủ Thái tử, đây giống như một bước đệm trong sợi dây tình cảm giữa trưởng công chúa và Thái tử. Nhưng theo dự đoán, mối quan hệ tình cảm này sẽ được thay đổi thành Thái tử yêu thầm cô của mình. Phần 2 này cũng chứng kiến màn quay lại kinh đô của trưởng công chúa sau khi bị hạ lệnh phải trở về đất Phong ở cuối phần 1. Trước đó, khi rời khỏi kinh thành, Lý Vân Duệ cũng từng nói sẽ tặng Phạm Nhàn một phần lễ vật lớn, liệu đó sẽ là gì? Câu trả lời sẽ được sáng tỏ trong phần 2 này. Trong nguyên tác, Phạm Nhàn có tất cả 5 người phụ nữ, Lâm Uyển Nhi do Lý Thấm thủ vai là chính thê và có một con trai với Phạm Nhàn. Ngoài ra, Phạm Nhàn còn mối duyên phận với 3 người phụ nữ khác là Tư Tư Lý, Hải Đường Đoá Đoá và Đậu Đậu. Trong tiểu thuyết, khi Phạm Nhàn ở Giang Nam đều có Đoá Đoá ở cạnh trong những lần thực hiện hành động. Nếu phần nội dung này được tiếp tục trong phần 2, thì rất có thể Hải Đường Đoá Đoá sẽ trở thành sợi dây tình cảm của Phạm Nhàn trong phần 2 này. Ngoài ra, phần 2 còn có sự xuất hiện của công chúa Bắc Tề do Mao Hiểu Đồng thủ vai và một vai khác nữa do Vương Sở Nhiên thủ vai cũng sẽ mối liên hệ mật thiết với Phạm Nhàn. Mặt khác, trong phần 1 các vị đại tông sư vẫn chưa lộ diện, cả Khổ Hà, Tư Cô Kiếm, Diệp Lưu Vân chỉ mới được nhắc tên chứ chưa thật sự lộ diện. Thêm vào đó, vị tông sư trong Hoàng cung Nam Khánh cũng chưa được tiết lộ và đây cũng là những điều có thể trở thành nội dung trọng tâm của phần 2. Nếu tổng kết các phần của Khánh Dư Niên, có thể chia thành các phần theo thứ tự là Diệp Khinh Mi bị giết, Phạm Nhàn vào kinh, Phạm Nhàn lên phía Bắc, Bắc Thượng, Phạm Nhàn xuống phía Nam, Nam Hạ, vụ việc Đại Đông Sơn, cái chết của Đại Tông Sư, cái chết của Trần Bình Bình và cái chết của Khánh Đế. Trong đó, nội dung phần 1 chủ yếu bao gồm phần Diệp Khinh Mi bị giết, Phạm Nhàn vào kinh và Phạm Nhàn lên phía Bắc. Những nội dung này chỉ mới chiếm 1/3 nội dung nguyên tác. Những phần sau nội dung sẽ càng thăng hoa hơn, từ sự tranh đấu giữa hai người trở thành sự tranh đấu giữa hai nước. So với phần trước đó, nội dung Khánh Dư Niên 2 sẽ có nhiều hàm ý sâu sắc hơn trong mệnh đề sự va chạm giữa tư tưởng cổ đại và hiện đại. Biên kịch Vương Quyện khẳng định rằng phần 2 sẽ có nhiều tình tiết đắt giá, chẳng hạn như tranh cãi triều đình, đại hôn của Phạm Nhàn và Lâm Uyển Nhi hay hiện trường cuộc phẫu thuật của Phạm Nhàn. Bên cạnh đó, đạo diễn Tôn Hạo cũng cho biết Khánh Dư Niên 2 sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh kể chuyện hài hước, bất ngờ từ mùa đầu tiên. Tư duy của người hiện đại đưa vào một câu chuyện thời cổ luôn tạo cảm giác vui vẻ, hứng thú cho khán giả để theo dõi hành trình của các nhân vật. Nhóm biên kịch tiết lộ cũng rằng những thử thách mà Phạm Nhàn đối diện trong phần 2 sẽ phức tạp hơn. Các hành động của anh chàng này là chuỗi những trận đấu trí thông minh, quy tụ không chỉ hai phe mà đôi khi còn là trận chiến của ba bên đối nghịch để mở rộng được những vấn đề xã hội phức tạp hơn. Qua đó, các nhân vật chính sẽ có hành trang tốt hơn trong quá trình trưởng thành của mình, học cách vượt qua mọi nghịch cảnh. Không cần chờ phần 3 của Khánh Dư Niên quá lâu. Phần 1 và phần 2 của Khánh Dư Niên có thời gian phát sóng cách nhau đến 5 năm, trong đó phần lớn thời gian là dành cho việc chăm chút và chỉnh sửa nội dung. Kịch bản của Khánh Dư phần 2 phải mất gần 3 năm để hoàn thành. Do nội dung không chỉ phải phù hợp với nguyên tác còn phải tìm ra các điểm cải biên phim ảnh phù hợp và đội ngũ sản xuất đều muốn làm tốt hơn. Trải qua 3 năm liên tục xem xét, chỉnh sửa, phần phim mới này chủ yếu tập trung bóc tách các khía cạnh hoàn toàn khác của nhân vật, tạo nên câu chuyện có chiều sâu hơn. Chẳng hạn như việc Phạm Nhàn trong phần 2 sẽ tự mình thức tỉnh, nếu nói Phạm Nhàn trong phần 1 là con cờ thì Phạm Nhàn trong phần 2 sẽ trở thành tay chơi cờ. Một lý do khác nữa khiến Khánh Dư Niên 2 mất nhiều thời gian chuẩn bị như vậy là vì đội ngũ sản xuất phải cố gắng rất nhiều trong việc dùng hình thức nhẹ nhàng để kể một câu chuyện nặng nề, nhiều ý vị. Rút kinh nghiệm khi làm phần 2, đoàn phim Khánh Dư Niên đã quyết định đẩy tiến độ phần 3 sớm hơn. Vào năm 2021, đạo diễn Tôn Hạo từng chia sẻ rằng phần 2 và phần 3 của Khánh Dư Niên sẽ được quay cùng một lúc, tuy nhiên, việc này đã không diễn ra một cách suôn sẻ. Để củng cố thêm niềm tin rằng khán giả sẽ không phải chờ phần cuối của phim quá lâu, trong buổi họp báo quảng bá phim tại trạm Trùng Khánh, biên kịch Vương Quyện tiết lộ rằng mình đã viết xong kịch bản phần 3. Vì thế, khán giả chắc chắn sẽ được xem phần 3, cũng là phần cuối cùng của Khánh Dư Niên trong thời gian nhanh hơn rất nhiều.
hy vọng nhân vật mới, tình tiết mới trong Khánh Dư Niên 2 sẽ mang đến cho khán giả nhiều điều bất ngờ và niềm vui khi thưởng thức. Hãy cùng Cbiz Film chờ đợi ngày Khánh Dư Niên 2 chính thức lên sóng vào ngày 16 tháng 5 này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. See you!